Vâng, em Tuấn Hưởng Audio xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và video clip này, cửa hàng bên em lên sóng cũng như là giới thiệu cho các bác một chiếc âm ly của hãng Piol có model 7825A. Và chiếc âm ly được cập bến tại cửa hàng bên em trong tình trạng là đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả còn riêng bản tuyệt đối nữa ạ. Và sử dụng với là nguồn điện là 100V các bác nhé. Công suất là 155W ạ. Và chiếc âm ly này nhìn rất là đơn giản, thiết kế rất là đơn giản, nhỏ gọn nhưng mà có một cái chất âm cực kỳ là hay các bác nhé. Tiếng bát, tiếng chép cực kỳ là hay luôn ạ. Và em sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc âm ly này các bác nhé. Chiếc âm ly thì có thể đánh được một lúc được hai cầu loa AB và A cộng B các bác nhé. Đấy, có chế độ chỉnh bát, chỉnh chép, có 3 lăng cân loa, lau lớt các bác nhé. Và đây cũng như là lốt tôn. On, các bác muốn chỉnh bát chép thì các bác sẽ gạt xuống nút on này các bác nhé. Thì các bác có thể là chỉnh được bát được chép. Còn khi các bác gạt lên nút tone này thì các bác sẽ chỉnh bát chỉnh chép này sẽ không có tác dụng các bác nhé. Đây là Subolic, đây là cổng đĩa than các bác nhé, chỉnh đĩa than đây ạ. Đấy, có lau lớt. Tép 1, đây là tép các bác nhé, tép 1, tép 2 đây ạ. Bên này là cũng cổng vào của tín hiệu có AUX, Polo, Tuller các bác nhé. Và trên là volume tổng. Và chính giữa là có hai cái kim vu vẩy theo điệu nhạc các bác nhé. Với đèn lèn là màu vàng ạ. Rất là đẹp các bác nhé. Thiết kế rất là nhỏ gọn, tiện lợi. Nhìn rất là nghệ thuật các bác nhé. Cũng như là mặt mũi, các lúm lút là đều là đẹp xuất sắc các bác nhé. Ghép được tốt rất nhiều các dòng loa. Và cửa hàng bên em đang bán cho các bác với cái giá là cực kỳ là đẹp các bác nhé. Cũng như là rất nhiều các bác trong giới audio đã chơi qua cũng như là đã nghe qua chất âm con này thì cũng rất nhiều bác muốn sở hữu cho mình một chiếc âm ly của hãng Piol có model là 7825 mã này các bác nhé. Về phần vỏ thì vỏ là không móp méo các bác nhé, vỏ là cực kỳ là đẹp không móp méo ạ. Con này là vỏ không móp méo các bác nhá. Và đây cũng như là phần hậu phần sau của chiếc âm ly các bác nhá. Piol có model là SA7825 mã, sử dụng với là nguồn điện 100V ạ. Công suất là 155W các bác nhá. Con này là hàng sản xuất tại Nhật Bản, Japan các bác nhé. Và đây cũng như là cầu loa. Đấy, các bác là đây AB là đánh được từ 4 đến 16 ohm các bác nhé. A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Đấy. Còn đây cũng như là cổng vào của tín hiệu các bác nhé. Đường input đây ạ. Có Polo, Tuller, AUX, có tape các bác nhé. Tất cả còn rất là đẹp luôn ạ. Nhìn rất là nhỏ gọn, nhìn đơn giản nhưng mà có một chất âm là cực kỳ là hay các bác nhé. Đấy. Các bác nào các bác nhìn qua thì cũng là nhìn thiết kế rất là đơn giản nhưng mà cái chất âm của nó thật là đúng là quá là hay luôn ạ. So bản thân em đánh giá là chất âm cực kỳ là hay các bác nhé. Và em xin báo giá luôn với chiếc âm ly của hãng Piol có model SA7825 mã này. Là cửa hàng bên em đang bán cho các bác với cái giá là 11.500.000 đồng các bác nhé. Và mức giá này cửa hàng bên em đã bao gồm phí ship cho các bác rồi đấy ạ. Và các bác cũng đừng quên ấn cho em Hưởng xin một lượt like cũng như là một nút đăng ký góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất của bên em ạ. Và clip ngày hôm nay cửa hàng bên em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.